đi bắt ốc, hai em nhỏ tử vong do đuối nước. Ngày 3 tháng 9, ông Điều Khánh Jin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắk Rang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm hai cháu nhỏ tử vong. Theo thông tin ban đầu, trưa 3 tháng 9, ba cháu nhỏ trú tại xã Đắk Nờ Rang rủ nhau đi bắt ốc tại một ao nước của một hộ dân tại Bon Bù Bong, xã Đắk Nờ Rang. Không may, hai em bị trượt chân và đuối nước. Em còn lại vội vàng chi hô và chạy đi tìm người cứu giúp. Tuy nhiên, khi một số người dân tới nơi thì hai cháu nhỏ đã tử vong. Danh tính hai nạn nhân là Hát Hương, 9 tuổi và Triệu Quốc Đạt, 8 tuổi, cùng trú tại xã Đắk Nờ Rang. Cũng theo ông Điều Khánh Jin, sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã Đắk Đê Rang đã tổ chức tới thăm hỏi, động viên gia đình hai nạn nhân, đồng thời giao cho Hội Chữ Thập Đỏ xã đứng ra quyên góp, hỗ trợ gia đình.